Chào các bạn ạ, hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 9. Chúng ta có một cái lễ 2 tháng 9 rất là yên bình. Nhưng mà sau lễ chúng ta bị dính một cơn bão số 3, để lại hậu quả cực kỳ lớn các bạn. Thứ nhất là chết về nhân mạng. Trong vòng khoảng mấy mươi năm trở lại đây, chưa có một cơn bão nào mà số người chết nó là nhiều đến như vậy. Thứ hai nữa là của cải người dân bị mất mát rất là lớn. Những cái nhà mà ven biển ấy, thì bị dở tung hết trơn, không còn gì hết các bạn. Rồi sau bão ấy, thì có mưa lũ. Những ngày gần đây báo chí đang các bạn biết là thiệt hại cực kỳ lớn, nhà cửa trôi hết. Thiệt hại thứ ba là về hạ tầng. Giao thông là dường như bị tê liệt. Rồi nó dẫn đến cái cuối cùng là cái tổn thất về kinh tế của đất nước. Chắc chắn là năm nay GDP của chúng ta nó cũng bị sụt giảm từ hậu quả của cơn bão số 3. Mặc dù ngày nay là chúng ta có rất là nhiều phương tiện để cảnh báo, người dân đã biết trước rồi, chính quyền cũng đã vào cuộc rồi, mà các bạn biết là thiệt hại nó lớn đến như vậy. Thì chúng ta hãy tưởng tượng cách đây 10 năm, những cơn bão như thế này hoặc là những cơn lũ lụt như thế này thì số người chết nó thật là khủng khiếp. Theo thống kê cũng năm Canh Thìn như thế này, năm 1904 và năm 1964, sau những cơn bão và có mưa lũ như thế này thì thiệt hại của người dân là vô cùng lớn, số người chết theo báo cáo lúc đó là lên đến là trên 10.000 người. Cơn bão số 3 này làm cho mình nhớ đến cơn bão số 6, cơn bão Sông Sen của thành phố Đà Nẵng. Nó vào thành phố Đà Nẵng vào năm 2006. Tại thời điểm đó gió nó cũng giật cấp 13, 14. Sau cái cơn bão đó mình nói các bạn là Đà Nẵng và Quảng Nam mình là dường như là tiêu điều hết. Số lượng nhà cửa mà bị tốc mái và sụp đổ là lên đến 10.000 cái như vậy. Cơ quan xí nghiệp, kho tàng, bến bãi bị tốc mái sụp đổ hết. Chúng ta đi ra đường dường như là cây cối là ngã hết. Nhà cửa sập tốc mái. Nhưng mà cơn bão lần này nó thiệt hại lớn là vì sao các bạn mang? Tại vì sau bão rồi thì nó có lũ nữa. Chứ còn cơn bão Sông Sen mình là chỉ có mưa, gió. Lũ ở phía Bắc thông thường là nó gây thiệt hại lớn hơn. Tại vì phía Bắc các bạn biết là con sông Hồng á, nó chảy từ biên giới Trung Quốc nó về dưới này là khoảng cách rất là xa. Rồi đi cái đường đồi núi dốc nè, mức lan tỏa của cái dòng sông này nó cực kỳ lớn. Và khi nó chảy đâu phải là nó một mình ở đâu, nó kéo theo nhiều sông suối khác nó chảy, đặc biệt là bà con của chúng ta ở những cái vùng núi đó rất là nhiều. Cho nên là khi mà mưa gió bão lũ lụt là bà con ở phía Tây Bắc đó, bị ảnh hưởng rất là lớn. Chứ còn lũ ở miền Trung mình nó có chứ, nhưng mà sông ở miền Trung mình nó rất là ngắn, nó chảy cái ào xuống là coi như là nó đi luôn. Còn ở miền Nam thì chủ yếu là có vùng đồng bằng, dân ở đó người ta sống muôn đời nay, người ta đã sống trên thuyền trên nước nó quen rồi, người ta chống chọi được. Phải mấy mươi năm mới có một trận mưa bão và có một trận lụt, nó để lại hậu quả thật là kinh hoàng. Những ngày gần đây cả nước của chúng ta huy động các nguồn lực và huy động sự hỗ trợ của người dân để góp phần khắc phục những cái hậu quả rất là lớn của cơn bão số 3. Thì tất cả anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng tham gia, ít nhiều gì đó chúng ta cũng phải tham gia. Còn để khắc phục hậu quả này cần phải có một thời gian tương đối dài đó. Để nói với các bạn về thị trường tí, tuần này có một cái sự kiện cực kỳ quan trọng, đó là cuộc họp của Fed đó. Ta quyết định lãi suất trong tuần đến là như thế nào. Hạ lãi suất dường như là chắc chắn rồi,
Câu chuyện ở đây là Hạ không phải 25 hay là Hạ không phải nam. Thì về lý thuyết chúng ta nghĩ rằng khi Fed hạ lãi suất thì đó là một điều tốt, thị trường sẽ đi lên thôi. Nhưng mà có những số liệu thống kê quá khứ cho chúng ta một bức tranh là những lần mà Fed hạ lãi suất là sau đó thị trường nó lại điều chỉnh. Đó có nghĩa là hạ lãi suất thì doanh nghiệp là được lợi, người tiêu dùng là được lợi, bởi vì lãi suất nó thấp thì chi phí đầu vào của doanh nghiệp nó thấp hơn, người tiêu dùng họ được vay với một lãi suất thấp hơn là tốt. Nhưng mà dưới quan điểm góc nhìn của các nhà đầu tư thì họ lo ngại rằng chắc là kinh tế suy thoái rồi, cho nên là mấy ông mới hạ lãi suất mạnh đấy như vậy, cho nên là họ lại rút tiền ra, họ không đãi vào thị trường chứng khoán nữa, thì có khả năng là thị trường nó sẽ điều chỉnh. Đó, đó là mình nói về thị trường chứng khoán thôi các bạn, chứ còn nói về thị trường tài sản khác, ví dụ như vàng có khả năng là nó tăng, hay là đất cát thì nó chưa có tăng liền đâu, nó còn có thời gian nữa. Nói về thị trường bất động sản, nói bạn là hơn cả tuần này mình cũng không ra clip, cũng không có gì để nói hết. Mưa gió bịt bùng, nhìn bà con đất cát rồi nó chìm nghỉm trong nước hết thì có cái gì hứng thú đâu mà nói. Đó, qua cơn bão này, qua cơn lũ lụt này các bạn thấy đó, có mạng của người nó lớn. Chúng ta vẫn thường hay nói là đất ở gần sông, gần biển là rất là đắt giá, rất là sướng. Sau này phát triển du lịch, đúng là nó là như vậy đó. Mấy mươi năm nó là như vậy đó. Nhưng mà cơn lũ và cơn bão vừa rồi các bạn thấy, sông với biển là bị thiệt hại lớn nhất. Đó. Thôi thì dần dần chúng ta cũng phải khắc phục thôi các bạn. Tai họa của thiên nhiên làm sao có thể tránh được. Các bạn biết là ở Philippines mỗi một năm như vậy là người ta đón vài cơn bão như vậy. Philippines là anh nằm ngay có rốn bão nữa, năm nào anh dính ra. Mình thì mấy mươi năm mới có một cơn bão và một cái đợt lũ nó khủng khiếp đấy như vậy. Rồi, clip mình đến đây dừng, bye chào các bạn ạ.